Xin chào mọi người, nhất là những người anh, người chị tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Đây là video clip em làm về vận hạn của 6 tháng đầu, 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh và các chị. Thì cũng như đã nói ở những cái video mà trước, thì do rằng là cái video này em đã làm cái vận hạn của tử vi cả năm. Vận hạn cái tử vi của cái sao mệnh ở trong cái năm này như thế nào đối với người của các anh và các chị, và làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm, những cái diễn biến nó ra như thế nào ở trong cái cung cái mệnh của người Giáp Dần. Cho nên là em sẽ không có nhắc lại cái phần mà tử vi sao hạn vận niên cũng như là thiên can địa chi như thế nào. Thì nếu như mà các anh chị muốn biết thì các anh chị có thể tìm những cái video mà của 6 tháng đầu năm ha, tử vi của năm 2018 đối với người tuổi Giáp Dần mà xem thì nó sẽ hiệu quả hơn, vì để không có dài dòng. Phải nói rằng là 6 tháng đầu năm với người Giáp Dần là một trong những người mà gọi là bị tam tai, tại vì Dần Ngọ Tuất mà, hôm nay là tam tai của năm cuối. Tuy nhiên nhờ cái năm tam tai năm cuối này là có Tuất, cho nên là nó có tam hợp là Dần Ngọ Tuất cũng là tam hợp, cho nên nó sẽ hóa giải được cái phần nào cái sự hung niên mà gọi là tam tai mà đem lại, tam tai năm cuối của người Giáp Dần. Tuy nhiên là người Giáp Dần thì như đã nói thì là Giáp Dần thì mệnh thủy, năm nay là năm bình địa mộc, tức là sinh xuất bản mệnh, thì có thể là không tốt đẹp lắm cho cái vận hạn của bổn mệnh cũng như là sức khỏe. Tuy nhiên là từ đầu năm đến giờ thì rõ ràng là người Giáp Dần có khá nhiều cái sự may mắn tích cực ha. Dù rằng là cái chữ giáp nó cái chữ mậu gọi là tương khắc rối rắm bất ổn cũng không quá phần mà khó khăn. Đó là tại sao, tại vì là người nam mạng của Giáp Dần thì năm nay là sao Mộc Đức, người ta nói mặc sức mà ăn, mà sao Mộc Đức nó được cái lợi là do là các anh các chị là người mà các anh là người mệnh thủy mà sẽ tưới cho cái sao Mộc Đức này tác dụng nhiều hơn. Tuy nhiên các chị là sao Thủy Diệu, một cái sao mà đem đến cái chuyện buồn, có sự chia lìa của gia đạo, nhưng mà sao Thủy Diệu thì nó thuộc hành thủy, đối với các chị người mệnh thủy thì nó không quá nặng nề đâu ha. Thì để xem có trải qua 6 tháng đầu năm đã như đã làm ở trên, thì hôm nay là mới có giữa tháng 4, nhưng mà mình sẽ làm để chuẩn bị cho cái 6 tháng cuối năm nó một cách mà gọi là mình gọi là chuẩn bị trước nó vẫn tốt hơn. Thì sau cái tháng 6 âm lịch là tháng Kỷ Mùi, thì tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất năm 2018 nó sẽ bắt đầu vào khoảng cỡ ngày 13 14 tháng 8 năm 2018 dương lịch. Thì tháng đó là tháng Canh Thân. Tháng 7 âm lịch là tháng Canh Thân, còn người ta gọi là tháng cô hồn đó. Mà đối với người mà Giáp Dần thì rõ ràng đây là tháng cô hồn thật. Lý do tại sao? Thì vì mệnh là mệnh thủy gặp tháng này là tháng mộc. Năm nay là can mậu thuộc dương. Ngũ hành hợp hỏa là không tốt cho người mệnh thủy, mà bản mệnh là bị sinh xuất gặp tháng sinh xuất bản mệnh nữa, thì sức khỏe và bổn mạng không được tốt lành, cần đề phòng cái tai nạn mà cũng không quá lớn lao, vì do là mình chữ giáp khó lắm, có việc gì mà xảy đến lắm. Đặc biệt là các chị thì có sao Thủy Diệu dễ có chuyện buồn phiền ở trong cái tháng người sinh xuất bổn mệnh như này. Thiên can á là chữ canh của Canh Thân, nó khắc chữ giáp, bản thân của cái chữ giáp mà còn đó của thiên can của các anh các chị đã khắc chữ mậu của cả năm rồi, gặp tháng mà khắc cái thiên can thì công việc dễ sinh rối rắm bế tắc. Nghe là thấy phế rồi ha, bản mệnh thì bị sinh xuất là thôi ha. Thiên can là cả năm đã bị mình đã khắc năm rồi, bây giờ vô tháng khắc mình thì rõ ràng là công việc sẽ có nhiều điều không có tốt đẹp lắm. Tiếp tục là địa chi. Địa chi là sao? Dần, thân, tỵ, hợi. Dần thân là lục xung. Mà lục xung là gì? Là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nha. Như vậy thì rõ ràng là có ba cái để xét về cái điều tốt hay không tốt trong cả năm.
À, trong cái tháng thì các anh các chị ha, tháng sinh xuất bản mệnh thiên can thì tương khắc, bị tháng khắc, địa chi thì bị lục xung. À, hỏi sao mà tháng này nó tốt? Thật sự tháng 7 là tháng cô hồn đối với cái người Giáp Dần, cho nên người Giáp Dần cần cẩn thận ha. Tháng này là người ta gọi là âm thịnh dương suy. À, cái sự mà xấu xa nó cả năm thì cũng đã biết rồi, tháng cô hồn mà, tháng cũng ấy, cho nên là các anh các chị gặp nhiều điều xấu như thế này thì cần cẩn trọng bộ mạng của mình, nếu không muốn xảy ra nhiều chuyện mà bất trắc. À, đặc biệt là các chị có chứng sao thủy diệu ha. Rồi tiếp theo là tháng 8, một tháng mọc tiếp. À, tháng này là tháng trung thu và tháng này là tháng Tân Dậu. À, bản mệnh thì cũng như tháng 7 cũng bị sinh xuất, bản mệnh sinh xuất tháng sức khỏe và bộ mạng không được tốt lành. À, thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và tử vi. Tuy nhiên cái chữ Tân thì nó thành kim, chữ Giáp của các chị thuộc hành mộc, cho nên về mặt nạp âm ngũ hành đã là kim nó khắc mộc. À, như vậy là về nạp âm ngũ hành là chúng ta của thiên can là bị tương khắc, tiềm ẩn cái sự khó khăn. À, thì đúng rồi, từ cái tháng 7 thì nó khó khăn nhiều, và tháng 8 thì nó bớt bớt thôi, chứ không thể nào mà tháng 8 nó tốt cái ấy được. Từ tháng 7 nó có khó khăn thì tháng 8 mình phải có cái sự gọi là cứu giãn ha. Rồi địa chi là Dậu Dần thì không xung không hợp về trạng thái cân bằng tự chủ ở trong cái địa chi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành thì Dậu nó cũng thuộc kim mà Dần thì thuộc mộc, thì cũng như vậy cũng bị tương khắc bên trong. Như vậy thì tháng 7 sang 8 ha, tháng 7 thì cực xấu rồi, tháng 8 thì có thể là đỡ hơn chút. À, vì bản mệnh cũng bị sinh xuất thiên can và địa chi về mặt đạp âm ngũ, về mặt tử vi thì không xung không khắc, tuy nhiên về mặt đạp âm ngũ hành thì nó có sự tương khắc cả thiên can cũng là kim mộc và địa chi cũng là kim mộc. Như vậy thì nó tiềm ẩn cái sự khó khăn không tốt lành trong gia đạo, cho nên là các anh các chị cần cẩn thận ha. Mà các anh thì có sao một đức nó đỡ hơn nhiều, nhưng mà các chị nha. Rồi tiếp theo là một tháng khá tốt, là phải nói là tốt nhất của năm nay đối với những người Giáp Dần. À, lý do tại sao? À, tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 tính là tháng Nhâm Tuất, một tháng thủy. À, như vậy thì sao? Mệnh thì tháng thủy gặp mệnh thủy đồng hàng bổn mạng đồng hàng thủy, cho nên là sức khỏe tốt, mọi điều về được tương thông. À, tuy rằng nó không được, các sao mệnh ở trong mạng không được hưởng lợi nhiều lắm từ cái việc mà mệnh đồng hàng, tuy nhiên nó đồng hàng nó vẫn tốt hơn là tương khắc mà không có xung không khác nhau, đúng không? À, thiên can á thì chữ Nhâm với Giáp là, đúng không, chữ Nhâm với Giáp thì không có có tháng Nhâm. À, Nhâm nó khắc Giáp. À, tháng nó khắc thiên can, công việc dễ sinh rối rắm bế tắc. À, nghe là thấy mà ha, Nhâm nó khắc Giáp. À, tuy nhiên là cái chữ Nhâm là thuộc hành thủy, chữ Giáp thì thuộc hành mộc. À, như vậy là bản thân của nạp âm ngũ hành hoặc là coi như thủy sinh mộc là đề tốt đẹp. À, thủy nó sinh mộc cho nên là về mặt tử vi nó có tương khắc một tí xíu cũng không đến nỗi nào. À, địa chi Dần Ngọ Tuất là thuộc nhóm tam hợp, mà tam hợp thì hóa được giải được tam tam. À, hy vọng rằng với các tam hợp của địa chi này nó sẽ đem đến nhiều điều may mắn, chế hóa được cái sự tương khắc của chữ Nhâm nó khắc Giáp. À, tạo cho cái công việc nó, bản thân của nó về mặt âm ngũ hành là được tương sinh rồi, cho nên là được cái sự trợ giúp của địa chi Dần Ngọ Tuất, hy vọng rằng nó sẽ hoàn toàn chế hóa được cái sự khó khăn của cái thiên can, tức là thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều đến công việc ha. À, tuy nhiên là với những cái tháng như vậy có hai cái tốt một cái xấu, và trong cái xấu đó nó có cái sự cái tốt cứu lại, thì hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp và gọi là hững hơn. Rõ ràng ha, tháng 7 6 tới tháng 8 nó đã đỡ, tháng 9 này thì
đối với các anh các chị tuổi Giáp Dần nó đỡ hơn chút nữa. À, tiếp đến là tháng 10, xem nó tháng này là như thế nào. À, tháng 10 thì tháng 10 âm lịch thì nó cũng là tháng quý, một tháng thủy, tức là tháng quý hợi. À, như vậy mệnh thì cũng giống như tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch thì đồng hàng, sức khỏe bổn mạng được tương đối ổn định, ngon lành. Thiên can mà giáp với quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ giáp nó cũng mộc, chữ quý thì hành thủy, cho nên là có thể nói về mặt là âm ngũ hành là thì thiên can được tương sinh. Mà thiên can được tương sinh khi về mặt âm ngũ hành mà tử vi thì không có xung khắc thì nó dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. À, rồi địa chi hợi dần, dần thân tỵ hợi, hợi dần, à, nằm trong tứ hành xung. Nhưng đặc biệt riêng cái cặp mà hợi dần về địa chi á, nó nằm trong tứ hành xung đó nhưng nó là một cặp lục hợp. À, người ta gọi người miền Bắc hay còn gọi là nhị hợp đó. Nhưng mà nếu mà trong tứ hành xung á, thì nó ở gần nhau thì nó mới tương xung tương khắc, chứ còn mà nó ở xa nhau thì không có vấn đề. Cho nên là không có đến nỗi nào mà đây là một cặp lục hợp. Mà như đã nói ở những cái video clip để làm về tử vi thì được lục hợp là một điều rất là hoàn hảo. Tại vì sao lục hợp á, nó không những đem lại may mắn, vui vẻ trong gia đạo đâu, mà nó còn ảnh hưởng tốt tới cả công việc và tài lộc. Mà cái thiên can của cái chữ giáp quý này đó là được tương sinh về đạo âm ngũ hành, dễ có tài lộc, gặp có lục hợp của địa chi, gặp mệnh thủy thì đồng hàng của tháng 10 này thì quá tốt đối với những người mà người anh người chị mà tuổi Giáp Dần, đặc biệt là các anh có sao Mộc Đức, tháng này rất dễ sinh tài lộc. À, tháng này là tháng 10 âm lịch ha, dễ sinh tài lộc. À, các anh ngon lành ha. Rồi tiếp theo là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch thì nó là một tháng Giáp Tý, một tháng Kim. À, như vậy mệnh thì sao? Kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh rất tốt. À, khi được tương sinh thì các tinh quân tốt sẽ được hưởng lợi. Ví dụ như trong người các anh có sao gì Thiên Phúc hay là sao Phúc Đức hay là sao Lộc Tồn gì đó thì nó sẽ, cái sao nó sẽ sáng lên, và đặc biệt là những cái sao xấu nó sẽ bị lu mờ, bị sáng lên mà sao xấu nó sẽ bị mất đi tác dụng. À, rồi thiên can chữ giáp thì đồng hàng. À, như vậy là chữ giáp mà được đồng hàng mà cũng giáp thì Giáp Tý luôn, đồng hàng thì công việc dễ sinh tài lộc ổn định. À, có nhiều cái điều may mắn. À, Tý dần thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Tý nó thuộc hành thủy, dần thuộc hành mộc, cho nên là tương sinh về nạp âm ngũ hành. À, như vậy là tiếp tục cái sự may mắn của tháng 10 thì tháng 11 cũng là một tháng tốt đối với các anh. Lý do là sao? Tại vì chúng ta được mệnh tương sinh mà tinh quân khác nó sáng nó tốt lên, là đi thiên can thì giáp đồng hàng thì quá ngon lành luôn. À, giáp đồng hàng thì không có xung khắc, không có gì hết, mà thậm chí là còn được tương trợ về công việc. Địa chi thì dần Tý dần là thuộc là tương sinh ha, thủy mộc đối với nạp âm ngũ hành sẽ dễ sinh tài lộc. Như vậy là tháng 10 và tháng 11 rất dễ sinh tài lộc đối với người Giáp Dần. Rồi, tiếp theo là tháng 12. Tháng 12 của năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng Chạp đó, thì nó là tháng Ất Sửu, tháng Kim tiếp. À, như vậy thì cũng giống như tháng 11, tháng Kim kia thì mệnh vẫn được tương sinh. À, bản mệnh tốt thì được tương sinh, các tinh quân mà tốt sẽ được hưởng lợi nhiều ha. Thiên can Giáp Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Giáp và Ất thì thuộc hành mộc hết, cho nên là đồng hàng về nạp âm ngũ hành sẽ rất là ok. Sửu dần thì cũng vậy, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy thì đây là cũng một tháng cũng không có gì xấu xa, không có gì kiêng kỵ đối với các anh các chị tuổi Giáp Dần. À, vậy thì ngon lành rồi đúng không? Vậy như chúng ta có được tháng 9 thì đã đỡ hơn tháng 10, tháng 11, tháng 12, 4 tháng cuối năm là những điều tốt đẹp tương đối với những người Giáp Dần. Em đã nói rồi, người Giáp Dần năm nay có bị tam tai năm cuối nhưng đồng thời cũng là tam hợp hóa giải tam tai, và nó đem sẽ lại sự may mắn. Thì tại sao là đem sự may mắn? Thì đó, chúng ta cũng thấy được những cái ở bên trong
của nó. Thì thật sự ra là người ta nói tam hợp tam tai hay là tai nạn gì đó thì người ta cũng luận từ những cái tháng, những cái này nó có bị tương khắc, nó có bị xấu xa để mà dồn lại hay không, để tạo ra là cái năm tam tai. À như vậy chứ không có phải là cứ năm tam tai là cái tuổi nào cũng xấu ha. À, rồi như vậy là em đã sơ lược những cái thông tin về tử vi của 6 tháng cuối năm đối với cái những người mà giáp dần cả nam mạng lẫn nữ mạng. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ là một cái gì đó giúp ích được cho cuộc sống của các anh các chị. À, nếu các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người tuổi giáp dần được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi có thể là tuổi của anh em bạn bè của mình và chia sẻ với họ. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hân hạnh và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.